đây để con đổ nước bớt. Trong đây á là có những con tôm. Dạ. Những con tôm này á nó đã bị chích điện và nó đã bị ướp đá khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng con vẫn cố gắng mua về để giải cứu. Dạ. Thì những con chết á thì con sẽ cho rái cá ăn. Những con còn sống á thì con cứu. Từ lúc con nuôi rái cá thì con mới có ý định này. Đó là một việc làm tuy thấy nó ác nhưng mà trong cái ác này nó có cái thiện, thưa quý vị. Và tại sao những con tôm này dù đã bị trải qua hàng giờ đồng hồ, dạ, nhưng mà vẫn sống được. Đây. Dạ. Thì có phải những con tôm này nó không phải là tôm bình thường không ạ? Nó có phải là con cháu của chư thiên không ạ? Đang mang thân con tôm. Dạ. Chỉ là những con tôm vô cùng đặc biệt. Tại sao trong số hàng hà những con tôm đã chết thì có một số con nó không thể chết? Dạ. Thì nó là những con tôm đặc biệt. Và khi con cứu nó, chắc chắn ý chí sinh tồn của những con này nó rất là cao. Nên khi con cứu nó đó, cái phước đức nó cũng lớn. Dạ. Thì dịch bệnh Covid-19 làm cho nhiều người mất mạng, nhưng cũng có một số người không thể bệnh được, giống như con miễn nhiễm. Thì chúng ta thấy cuộc sống là như vậy. Những con tôm này nó gọi là tôm thần chứ không phải là tôm thường nữa. Nên bây giờ con cứu nó đây. Dạ. Dạ đúng không ạ? Nó còn bơi nha. Mà trong này là nước ngọt chứ không phải là nước muối nha. Dạ. Bởi vì con phải cứu nó xong rồi con thả nó liền. Chứ không thôi là nó ở trong nước ngọt này nó cũng chết. Đây. Người ta đã bỏ nó vô tủ lạnh cả tiếng đồng hồ rồi đó. Và từ lúc đi về là nó đã bị điện rồi, nó bị khô rồi, nó bị đè lẫn nhau, nhưng mà ý chí sinh tồn của nó rất là cao, nó vẫn sống được. Những con màu vàng vàng này á là nó mới vừa chết thôi, nhưng mà nó không còn nhịp thở nữa, người nó bắt đầu liệm dần. Dạ. Nó bắt đầu mất ý thức đó. Trong đây là 6 lạng tôm con mua. Thì để coi có bao nhiêu con có thể sống được. Giờ mình giải cứu động vật tới mức này luôn rồi. Thưa quý vị Bồ Tát, là cái chết mà nó cận kề luôn rồi. Hầu như là không ai cứu nữa. Vô tủ lạnh luôn rồi. Dạ, mà thần thú rái cá của con xuất hiện. Nên đó là cái động lực mà để cho con mua. Chứ con là con ăn chay thưa quý vị. Nên con là sẽ không cứu. Không thể cứu. Mà cuối cùng cũng phải cứu. Dạ. Không thể sống nổi. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Tôm thần. Vì con đang cứu là những con tôm thần. Nó đã qua cảnh giới của con tôm thường rồi. Nó lên thần rồi. Đó. Sống và bơi. Sống hết. Dạ. Ướp đá cả tiếng đồng hồ rồi mà. Dạ. Có ai ủng hộ con, giúp cho những người ngư dân khốn khổ này thoát khỏi nghiệp làm hại các chư thiên, con cháu của các vị thần đang mắc đọa không ạ? Chứ để hả làm hại mấy con này, nghiệp sát sanh của họ vô cùng lớn. Nghiệp sát sanh của họ lớn quá, sau này sao trả nổi đây. A Di Đà Phật. Không còn nhịp thở nữa.
tôm thần mà. Chờ mà có người cứu chắc mấy vị tôm này đang cầu nguyện là cầm chắc cái chết rồi. Vô tủ lạnh rồi. Mà không biết sao bà chủ bà mở tủ lạnh ra mà để trong bịch ni lông gói lên nữa chứ. Là chết tới nơi rồi đó. Bây giờ mình cứu mấy vị này xong là chắc là họ rất là biết ơn mình luôn. Và hồi hướng tất cả công đức việc giải cứu chúng sanh đúng cách này cho đàn dược sư của thầy Trúc Phương. Dạ cái này con mua 6 lạng. 6 lạng 800 ngàn, 80 ngàn một ký, mua 6 lạng à. Dạ đó.